Ok, chào anh em nha, mình là Freebat. Hôm nay em tiếp tục đến Pokemon Unite nha mọi người. Em thấy hay thì một like, một share, một đăng ký ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn em rất nhiều ạ. Hôm nay thì mình sẽ chơi Default anh em ạ. Nhưng mà team thì hơi bị ảo ma Sukuna. Con boss thì nó boss cho con rừng, ma chạm thì Apka, thế đánh chú méo gì. Team ơi là team. Khó quá. 45 mà. Thêm người chơi hệ gây khó khăn rồi. Mà chạm nó quẩn AFK rồi, không vào luôn. Có thế không đánh thì đừng có vào chọn. Không đánh thì đừng có vào game, vào game mà còn AFK nữa thì thôi chứ. Sao mà ai mà đỡ được. Đã vào game rồi mà còn AFK nữa. Khó quá, khó, gặp hai con phép nữa chứ. Sao chơi? Từ từ đây. Ôi, hai con phép nó farm gì, farm nhanh quá. Hôm qua ném cầu được anh em à, cầm cái ATM ném cầu tích đam không qua được. Tại tìm bạn thủ cứng quá. Này thì nấp bụi, xem ai đem đau hơn à. Được, đường vào farm luôn rồi. Khó thế. Cứ trên toàn thế. Rồi cứ trên ông thế, bốn người luôn kìa. Thế chịu rồi, cứ trên bốn người một cửa không chứ, sao đánh được. Từ mới nói, mình phải có kill mới đánh được. Rồi toàn rồi. Ta lên cấp 6 rồi, mình còn cấp 5, cấp 6 mới đánh được chứ, tầm này không đánh được. Ép quá. Rồi bị ép qua ép luôn. Giờ mới lên được cấp 6 toàn thế là cùng. Như thế làm gì thế? Làm gì thế thanh niên? Khó quá khó đi. Con béo nữa à. Gì mà tụ tập đông đen đông đảo thế, gì mà tụ tập đông đảo thế. Rồi toàn luôn. Một luôn ngủ một hất tung toàn luôn, sao mà đánh trời. Từ từ. Ok. Tyra Anita lên cấp 9 rồi nhưng mà học kêu thì như xịt. Học kêu thế sao đánh được. Tyra Anita lên cấp 9 mà học kêu thế sao mà khống chế. Kêu mà không cơ động hết sao mà đánh được. Ui rồi trúng rồi mà không đủ đam để ăn luôn. Báo vào đây. Báo vào đây mình húp. Khó quá. Này thì không trâu thế. Ôi trướng à, ép thế. Thôi lên cứ chơi nắm nhau thôi. Chứ cứ dưới ép quá rồi, bỏ cứ dưới đi. Hồi thanh niên không chạy được luôn. Cái chuyện gì xảy ra? Cái méo gì xảy ra mà đông thế? Này thì đông. Tuấn ghê, cho Tuấn ghê. Quái không ăn được luôn kìa. Chịu. Này thì châu.
Ôi rồi. Nếu quăng một kill chết luôn sao mà đánh. Quái bị ép thế. Ôi thằng niên bật ulti. Lạy Phật ma cham. Ngáo thì thôi rồi. What the? Tuấn ghê. Khó quá. Tuấn thế mà không biết đánh thì thôi chứ. Ui trời ơi. Gấu sao kìa. Cái méo gì thế. Vãi cả. Chiều chón mà cũng không chón được con gấu là sao. Vẫn để nó nhảy được. Ây cứu thế. Từ lên phụ con thay ra kìa, thanh niên còn farm nữa. Tầm này farm gì tầm này trời. Tầm này lên đấm nhau chứ farm gì. Này thì lướt với cho lẹ lắc đánh vẫn. Ở đây chúng tôi nói không với lẹ lắc đánh vẫn nha boss này. Đủ đam luôn trời. Ôi trong con đủ đam luôn. Ok vừa đủ luôn đấy. Quá khó đi. 9 giây nữa nó ra. Ok ném được một phát. Ngồi toan luôn. Chịu. Lucario đã làm đâu thế. Ôi Lucario 93 rồi. Xanh quá rồi, xanh rồi. Mà chăm làm gì trời. Lướt lá. Lướt ra khỏi cái ulti của con default đi. Đợi mình ra đi mơ. 2 giây nữa ra, ra này. Ra mình có ulti mới khống chế đánh được nè. Ôi trời ơi, rượt, nó ru ngủ. Nó làm đủ mọi thứ. Quay cái nó rượt xong nó ru ngủ, làm đủ tất cả mọi thứ luôn. Một bắn. Ăn nhanh. Ok. Rồi đi ném cầu đi, còn nhặt gì nữa. 2 giây, 1 giây. Ném được nhờ. Vãi hàng luôn, không ném cầu được cái cuối luôn. Cậy thế, giờ đầu bị ăn hành như... Giờ đầu ăn hành quá, ăn hành luôn anh em ơi. May giờ sau được con bút nó bút cho thì còn đấm được.
Ok, may quá quán win. 5 chợ 5 cũng khá ổn. Tại giờ đầu không có đánh được nhiều, tại giờ đầu ăn hành quá. Nhưng mà đúng căng thẳng luôn ấy. Ok, chào anh em nhé. Ép quá ép luôn.